Xin chào. Đây là những đoạn footage video ngắn mà mình đã quay trong suốt một khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc ở sư phạm. Tám năm. Đó là cái khoảng thời gian mà mình đã gắn bó với nơi đây, chứng kiến biết bao nhiêu sự thay đổi, gặp gỡ rất nhiều người và rất nhiều thế hệ khác nhau. Mình dành rất nhiều thời gian và tình cảm cho nơi này, giống như là yêu đơn phương ấy. Sư phạm là một khoảng không gian tạo cho mình rất nhiều cảm hứng, luôn là nơi mà mình muốn tới để giải tỏa mọi căng thẳng, để chia sẻ niềm vui nho nhỏ nào đó, hoặc đơn giản chỉ là để thoát khỏi sự ồn ào ngoài kia, bởi vì Hà Nội bon chen lắm. Mình có những người bạn, à không, phải gọi là những người anh em thân thiết mới đúng chứ. Chào tất cả các bạn. Đây là anh Hiếu Sâu. Những con người với những cá tính khác nhau, nhưng cùng có duyên với sư phạm mà chúng mình gặp được nhau và đã cùng nhau chia sẻ, trải qua rất nhiều kỷ niệm suốt một khoảng thời gian dài. Mình vẫn luôn cảm thấy thật là may mắn vì đã gặp được họ. Nhờ có những con người ấy mà cuộc sống thêm biết bao nhiêu màu sắc. Thật sự thì không thể nhớ nổi là có bao nhiêu điều điên rồ mà chúng mình đã làm cùng nhau nữa. Cùng đàn, cùng hát, cùng say, cùng cười, cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chỉ khi ở bên cạnh những con người ấy thì mình mới đúng là chính mình, hơi hoang dại và điên một xíu. Nhưng mà ai rồi cũng sẽ có những nỗi lo cho cuộc sống của riêng mình. Sẽ tới một ngày nào đó chúng ta không còn làm những việc cùng nhau như thế này nữa. Đó là lý do mà mình muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ này, để 5 năm, 10 năm sau khi mà chúng ta già đi và cùng xem lại những đoạn phim ngắn này, sẽ vẫn luôn cảm thấy như sống lại khoảng thời gian của những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết và đam mê. Tất cả những điều đã trải qua sẽ thành những kỷ niệm đẹp nhất cùng với những con người tuyệt vời nhất. Chắc chắn rồi, còn rất là nhiều những điều điên rồ nữa đang chờ chúng ta ở phía trước. Và mình rất nóng lòng muốn khám phá những điều đó cùng các bạn. Vậy thì hẹn gặp lại nhé.